Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức tọa đàm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2023. Dự tọa đàm về phía Trung ương có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Về phía Đà Nẵng có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Hữu Minh Triết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh 15 tỉnh thành phố khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khẳng định, chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh là xu thế tất yếu và là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời cho biết ngoài việc tìm kiếm ứng dụng các giải pháp thông minh, 4.0 giúp người dân, doanh nghiệp sản xuất nông sản chất lượng, góp phần đẩy nhanh tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong liên kết chuỗi sản xuất, chế biến, thị trường và nền kinh tế số, thì mục tiêu của tọa đàm là nâng cao hơn nữa vai trò tiên phong của hội viên cựu chiến binh trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Bản chất của chuyển đổi số ấy, thực ra là làm cho người nông dân, doanh nghiệp là ứng dụng toàn bộ tất cả những cái tiến bộ khoa học công nghệ của cái công nghiệp 4.0 này vào trong sản xuất để làm sao mà tạo ra cái năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh. Cái bản chất của câu chuyện đó là như vậy. Và cũng giảm bớt rất nhiều chi phí, giảm bớt được thời gian. Phát biểu tại tọa đàm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công cuộc chuyển đổi số của Đà Nẵng nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng diễn ra mạnh mẽ thời gian qua. Trong đó, huyện Hòa Vang có nhiều mục tiêu vượt kế hoạch chuyển đổi số đề ra, như 100% tỷ lệ dịch vụ công mức 4, 100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, 93% người dân có mã ID y tế duy nhất và hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân. Đánh giá cao sự tham gia tích cực của lực lượng cựu chiến binh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tiếp tục quan tâm, định hướng và tạo điều kiện cho hoạt động của Hội Cựu Chiến binh thành phố đạt được những kết quả quan trọng trong chuyển đổi số nông thôn mới, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Chúng ta cũng đều biết là chuyển đổi số không chỉ là vấn đề vận dụng và áp dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình xây dựng chính quyền cũng như là vận hành xã hội, mà nó quan trọng hơn, và quan trọng hơn nữa là cái nhận thức trong hành động của người dân, của mỗi người dân về cái áp dụng cái chuyển đổi số vào trong cái đời sống của mình. Cho nên là Hội Cựu Chiến binh, như phát biểu của đồng chí Chủ tịch, là cái lực lượng là tạo ra cái cầu nối, cái định hướng dẫn dắt với vai trò trách nhiệm của mình, thì lan tỏa cái tinh thần này cho người nhà, cho con cháu của mình, cho thế hệ trẻ của mình, để mà mỗi người đều có ý thức đầy đủ hơn, để mà cùng nhau chung tay trong cái công cuộc là ứng dụng cái chuyển đổi số vào trong xây dựng nông thôn mới. Tọa đàm đã tập trung thảo luận 15 báo cáo tham luận của Hội Cựu Chiến binh các tỉnh thành khu vực miền Trung Tây Nguyên xoay quanh 4 vấn đề chính về xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện thí điểm và tham quan mô hình chuyển đổi số nông thôn mới và phát huy vai trò của cựu chiến binh trong tham gia thực hiện chuyển đổi số nông thôn mới.